Li Cute lên xe hoa sau 7 năm bị Mạc Hồng Quân chia tay khi mang bầu, con trai lần đầu có bố. Kể từ khi kết thúc mối tình ồn ào với Mạc Hồng Quân, Li Cute sống kín tiếng, tập trung cho việc kinh doanh và chăm sóc con trai. Mới đây, cô nàng gây bất ngờ khi chính thức theo chồng về dinh và nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Li Cute từng là một hot girl nổi tiếng của Vbiz, còn được biết đến qua vai diễn dịu trong bộ phim Nhật ký vàng Anh. Cô cũng gây ấn tượng với hình ảnh chị ong vàng trong chương trình dành cho thiếu nhi mang tên 10 vạn câu hỏi vì sao. Năm 2016, mối tình ồn ào giữa Li Cute với cầu thủ Mạc Hồng Quân từng gây xôn xao dư luận. Sau khi chia tay với bạn trai, người đẹp phát hiện có thai nhưng quyết định làm mẹ đơn thân, không nhận chu cấp. Điều này khiến nam cầu thủ bị nhiều người chỉ trích, ném đá vì phụ bạc. Li Cute cũng trải qua thời gian suy sụp cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Mới đây, thông tin Li Cute bất ngờ tổ chức lễ cưới đã nhận được sự quan tâm từ netizen. Bởi trước khi tìm bến đỗ hạnh phúc mới, Li Cute có 7 năm chăn đơn gối trước làm mẹ đơn thân để dành toàn tâm toàn ý chăm sóc và nuôi dạy cậu con trai khoai tây. Tối ngày 28 tháng 10, Diệp Lâm Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh cựu hot girl Li Cute làm cô dâu nở nụ cười tươi tắn. Hình ảnh lễ đường long trọng kèm những chia sẻ xúc động, chúc phúc cho Li Cute. Chị yêu thật hạnh phúc nhé, em không muốn khóc đâu. Là những điều Diệp Lâm Anh viết cho người chị họ của mình. Sau đó không lâu, Li Cute cũng chia sẻ ảnh cưới của cô và ông xã kèm theo lời cảm ơn tới mọi người vì đã tham dự tiệc cưới. Li Cute hạnh phúc nhắn nhủ. Vợ chồng chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến họ hàng nội ngoại, hai bên gia đình, cô dì chú bác, bạn bè gần xa, anh chị em đồng nghiệp. Đã bớt chút thời gian đến chung vui và dành lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chúng con để hôn lễ được thành công tốt đẹp, Li Cute viết. Cô chia sẻ thêm về ngày cưới, đám cưới của chúng con đã diễn ra với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Chúng con vô cùng xúc động trước tình cảm to lớn của mọi người. Giờ phút này đây, khi ngày trọng đại của vợ chồng con đã hoàn thành viên mãn, tốt đẹp, chúng con không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người. Li Cute cũng không quên gửi lời cảm ơn tới những khán giả luôn quan tâm, động viên cô trong thời gian vừa qua. Li xin cảm ơn tất cả những người đã theo dõi và đồng hành cùng mẹ con Li. Mong rằng tất cả chị em phụ nữ chúng mình đều chân cứng đá mềm trên con đường phía trước. Dù cuộc sống vốn dĩ luôn khó khăn với chị em chúng mình thì mình vẫn luôn giữ vững tinh thần lạc quan nhé. Chứng kiến Li Cute hạnh phúc sau sóng gió, những người yêu mến cô đều rất vui mừng. Dưới bài đăng, khán giả đồng loạt để lại lời chúc phúc dành cho cô dâu chú rể mới. Được biết, ông xã Li Cute tên Ngọc Sơn, diện mạo điển trai và được nhận xét là tướng phu thê với cựu hot girl. Li Cute tên thật là Nguyễn Khánh Ly, sinh năm 1990. Cô bước vào làng giải trí Việt với danh xưng hot girl, được nhiều người biết đến là chị em họ của Diệp Lâm Anh. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, ưa nhìn, Li Cute nhanh chóng bén duyên với phim ảnh. Cách đây nhiều năm, mối tình ồn ào giữa Li Cute với cầu thủ Mạc Hồng Quân từng gây xôn xao dư luận. Sau khi chia tay với bạn trai, người đẹp phát hiện có thai nhưng quyết định sinh con một mình, không nhận chu cấp. Những năm qua, Li Cute rút khỏi mọi hoạt động nghệ thuật, tập trung vào công việc kinh doanh. Cô thoải mái chia sẻ cuộc sống của mình bên cạnh con trai khoai tây. Cuộc sống vui vẻ, đủ đầy về vật chất của Li Cute bên cạnh cậu con trai nhỏ khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Mặc dù đã không còn quan tâm đến showbiz nhưng sức ảnh hưởng của Li Cute lại ngày càng mạnh mẽ hơn, đặc biệt đối với một bộ phận các bà mẹ đơn thân cũng đang nuôi con nhỏ. Cô được mọi người quan tâm, chú ý và dành lời khen ngợi là một hot mom khi nuôi và dạy con trai khoai tây rất tốt. Không ít lần qua những chia sẻ của Li Cute cho thấy cậu nhóc khoai tây ở lứa tuổi tiểu học ngày càng điển trai, sở hữu vóc dáng cao lớn và vô cùng ngoan ngoãn. Được mẹ nuôi dạy chỉnh chu chính vì thế khoai tây ngày càng ra dáng một chàng thanh niên trưởng thành, vâng lời mẹ, biết san sẻ giúp đỡ mẹ, thích làm nhiều việc tốt và luôn dành mọi yêu thương nhất cho mẹ cũng như mọi người trong gia đình.